Học bổng để du học Singapore thì Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chọn trường chọn ngành theo khả năng học tập cũng như là khả năng tài chính của gia đình thì Tân Đại Dương xin giới thiệu các bạn chương trình hội thảo sang học bổng du học Singapore trường SHRM lên đến 13.000 đô la Singapore. SHRM là trường chuyên về ngành du lịch khách sạn, cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp này. Đặc biệt, chương trình luôn đáp ứng tính nghiêm ngặt và toàn diện theo tiêu chuẩn những trường dạy quản lý du lịch khách sạn hàng đầu tại Thụy Sĩ. Và cái cơ hội nghề nghiệp ngành du lịch khách sạn tại Singapore cùng với SHRM và học bổng cao nhất lên đến 13.000, tương đương là 220 triệu Việt Nam đồng cho kỳ khai giảng tháng 7 và tháng 10 năm 2014. Và cái chương trình hội thảo sẽ diễn ra tại địa điểm là công ty Tân Đại Dương, 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Thời gian là buổi chiều 15 giờ cho đến 17 giờ thứ bảy ngày 19 tháng 7 năm 2014. Đến với hội thảo, các bạn sẽ được gặp các chuyên viên tư vấn cùng với đại diện trường sẽ chi tiết hơn về chương trình học bổng 2.001 đô la Singapore, tương đương là 35 triệu Việt Nam đồng cho chương trình cao đẳng về quản lý ẩm thực. Và chương trình học bổng cao nhất là 8.160 đô la Singapore, tương đương là 137 triệu Việt Nam đồng cho chương trình cao đẳng nâng cao về ngành du lịch khách sạn 21 tháng. Và đồng thời, cái chương trình đặc biệt ở SHRM là chương trình miễn phí khóa học tiếng Anh 5.000 đô la Singapore, tương đương là 84 triệu Việt Nam đồng cho sinh viên đăng ký chương trình cao đẳng nâng cao du lịch khách sạn 21 tháng. Cùng theo đó là học bổng 3.000 đô la Singapore, tương đương là 50 triệu Việt Nam đồng cho sinh viên chuyển tiếp năm cuối đại học Wolverhampton của chương trình Anh Quốc. Thì mỗi sinh viên sẽ được trang bị là một iPad mini làm tài liệu học tập. Tất cả sinh viên được thực tập và hưởng lương lên đến 1.000 đô la Singapore, tương đương 17 triệu Việt Nam đồng một tháng, phụ thuộc vào năng lực của mỗi sinh viên tại các tập đoàn lớn có liên kết với trường SHRM. Và những lý do sinh viên quốc tế chọn học tại SHRM đó là cái cơ hội thực tập hưởng lương 6 tháng với cái mức lương là từ 800 cho tới 1.000 đô la Singapore một tháng tại các nhà hàng, khách sạn 5 sao. Và thứ hai là chuyển tiếp sang Anh, Úc, Anh Quốc sau khi là lấy cái bằng cao đẳng nâng cao hoặc là tiếp tục ở lại trường để lấy bằng cử nhân của trường đại học Wolverhampton của Anh Quốc. Và thứ ba là trường duy nhất tại Singapore sẽ hỗ trợ giúp cho sinh viên tìm việc làm và bố trí các cái buổi phỏng vấn giữa SHRM với các đối tác làm việc như là các khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ mát để sắp xếp việc làm chính thức toàn thời gian cho sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học cao đẳng nâng cao quản lý du lịch khách sạn năm 2 hoặc năm 3 tại SHRM. Và khuôn viên được thiết kế theo mô hình khu nghỉ mát với đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho việc thực hành của học viên. Và chương trình dựa theo mô hình giảng dạy của các trường khách sạn tại Thụy Sĩ, cử nhân của trường SHRM sẽ được giảng dạy bởi các giảng viên đến từ trường đại học Wolverhampton của Anh Quốc. Và cái cơ hội gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm của các chuyên gia trong cái ngành du lịch khách sạn. Và để tìm hiểu về du học và để tìm hiểu về hồ sơ du học Singapore thì các bạn đừng ngần ngại và hãy đăng ký ngay hội thảo tại công ty Tân Đại Dương và qua số là 0838484879 hoặc truy cập website tandaiduong.edu.vn và tham gia hội thảo du học Singapore. Các bạn sẽ được tư vấn miễn phí, gặp gỡ và trao đổi với các chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của công ty Tân Đại Dương để được tư vấn chi tiết hơn về chuyên ngành tại trường còn và còn nhiều hỗ trợ khác khi làm hồ sơ du học tại công ty, đó là tặng 100% phí dịch vụ, dịch thuật hồ sơ, xin thư mời nhập học, nhà ở, đăng ký nhà ở cũng như là rất là nhiều hỗ trợ khác. Các bạn hãy đăng ký ngay tại địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngọc Châu cũng được biết rằng là sau khi mà các bạn đã qua Singapore để du học thì các bạn phải sẽ phải hoàn thành một số những cái thủ tục mà trong đó là sẽ có việc phải đi khám sức khỏe. Như vậy thì cái việc mà đi khám sức khỏe như vậy có ảnh hưởng đến cái việc là các bạn sinh viên được học tập tại Singapore hay không thưa chị Sa? Thực ra thì cái việc khám sức khỏe này là rất là bình thường và tất cả các bạn sinh viên mà khi qua học tại Singapore thì đều yêu cầu phải khám sức khỏe và việc khám sức khỏe này thì được tiến hành là tại Singapore.
Đây là cái thủ tục bắt buộc để các bạn có được cái student pass dành cho sinh viên và được học tập tại Singapore. Và các trường mà bạn đăng ký thì sẽ hướng dẫn cho bạn các thủ tục cũng như là địa chỉ các phòng khám hay là bệnh viện để mà bạn có thể tới đó để kiểm tra sức khỏe của mình. Nếu sức khỏe của bạn kiểm tra bình thường thì không có gì đáng phải ngại. Nhưng mà nếu như mà kết quả kiểm tra của bạn là nằm trong số 3 bệnh như là HIV hay là bị lao phổi hay là có chất ma túy chẳng hạn, thì yêu cầu là bạn phải về Việt Nam là chữa trị xong sau đó mới qua học tập tại Singapore được. Riêng đối với bệnh lao phổi, nếu như mà kết quả kiểm tra mà nhẹ thì bạn có thể là xin chữa trị tại Singapore, còn nếu như mà nặng thì bạn bắt buộc phải về Việt Nam để chữa trị. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.